tỏi ngâm mật ong bà con. Bà con biết tỏi ngâm mật ong nó rất tốt cho mọi người, nhưng mà riêng có số người này có bệnh này là không được uống tỏi ngâm mật ong, vì uống là bệnh nó nặng thêm, đi bác sĩ nhiều thêm, tốn tiền nhiều thêm, hại sức khỏe thêm, đi gặp bệnh viện nhiều thêm. Đó là những người không được uống tỏi ngâm mật ong, là những người có đường huyết kém, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa kém, bệnh dạ dày, loãng máu. Đó là những người không uống được tỏi ngâm mật ong. Còn lại là uống được hết, nó tốt. Tỏi ngâm mật ong nó chứa bổng rồi, là phòng đó nha bà con. Tứ trào ngược, thực quản, trị cảm cúm, giảm huyết áp, tốt cho tim mạch, giảm buồn, phòng chống ung thư, giảm dục tắc, đẹp nhưng mà đẹp da. Nữ bà con ta nghe nói đẹp da là phải lắm không? Nhưng mà ta chỉ uống cách nhật pha nước hay là uống bằng muỗng cũng được, thì một lần 2 muỗng cà phê. Đó, uống nhỏ chứ không uống nhiều đâu nha bà con. Đó, nhưng mà uống một ngày uống, một ngày nghỉ. Mà một ngày uống á, thì uống chỉ 2 muỗng cà phê. Một ngày uống là chỉ uống được 2 muỗng cà phê thôi bà con. Một ngày uống chỉ uống được 2 muỗng cà phê. Mà một ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ. Vậy nha bà con. Còn những người mấy thì không uống được là tỏi ngâm mật ong, là người có đường huyết kém, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa kém, dạ dày, loạn máu. Mong rằng bà con ta không uống, nếu uống thì bệnh nặng thêm, mệt thêm, thật khỏe thêm, đi thăm bác sĩ nhiều hơn. Rồi, cảm ơn chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.